Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh Món Ăn Ngon. Hôm nay thì mình sẽ làm món sườn kho kiểu Hàn Quốc. Và để làm cái món này thì ở đây mình có chuẩn bị 600g sườn. Và sườn thì mình đã chặt ra thành những cái khúc vừa ăn rồi. Khi mua về thì các bạn nên rửa sạch với nước muối nha. Và đây mình dùng 100g của hành tây, 100g của cải cà rốt và 100g khoai tây, 1 cọng hành lá và 2 thép tỏi. Và đây là tương ớt Hàn Quốc, mình sẽ dùng nửa muỗng canh, nửa muỗng canh hạt nêm, một ít muối và một ít tiêu. Còn phần nước tương thì mình sẽ dùng 4 muỗng canh và một muỗng canh dầu mè. Mật ong thì mình sẽ dùng một muỗng canh và một muỗng canh ớt bột Hàn Quốc. Đầu tiên thì mình bắt lên bếp một nồi nước sôi để mình trộn cái phần sườn này. Nước sôi này mình cho sườn vào nhé. Mình trộn sườn qua với nước sôi như thế này để cho nó sạch bớt những cái phần cặn bã đó. Và mình sẽ trộn sơ qua khoảng 1 phút. Bây giờ mình sẽ tắt bếp luôn nhé. Để im 1 phút rồi mình sẽ vớt ra. Đúng rồi, bây giờ thì mình sẽ vớt ra. Mình để vào trong cái rổ. Sau đó mình rửa sạch lại với nước lạnh một lần nữa. Rửa sạch xong thì mình sẽ để cho thật là ráo nước. Phần sườn mình để ráo nước xong rồi, bây giờ mình sẽ bắt đầu ướp gia vị nhé. Mình sẽ cho vào hạt nêm, muối và tiêu. Tiếp theo là mình sẽ cho hết phần nước tương vào. Và mình sẽ cho vào ớt bột. Kế tiếp là mật ong. Và mình sẽ cho vào nửa muỗng canh tương ớt Hàn Quốc. Và cái phần dầu mè này thì mình sẽ cho vào sau nha. Mình sẽ băm nhuyễn 2 thép tỏi này để mình ướp vào luôn. Và bây giờ mình sẽ bắt đầu trộn đều lên. Phần sườn này thì mình sẽ ướp khoảng 30 phút để cho nó thấm gia vị. Các bạn nên đeo vào tay và mình trộn lên cho thật là đều nhé. Các bạn thấy là cái phần tương ớt á, khi mà mình thoa vào trong cái miếng sườn thì nó có cái màu đỏ rất là đẹp luôn. Cái phần tương ớt Hàn Quốc này thì các bạn có thể tìm mua trong siêu thị nha. Mình dùng cái màn bọc thực phẩm bọc kín lại. Và trong khi mà mình ướp phần sườn, bây giờ mình sẽ sơ chế cái phần rau củ này. Phần khoai tây thì mình sẽ cắt ra thành những cái miếng dày dày một chút. Thì mình dùng cái dao hình dẫn sóng như vậy nè các bạn, cắt nhìn cho nó đẹp đó. Các bạn không có thì mình dùng cái dao mình cắt bình thường cũng được. Đến phần của cải cà rốt thì mình cũng sắc dày dày như vậy luôn. Tiếp theo là mình sẽ sắc phần củ hành tây. Củ hành tây thì mình cũng sẽ sắc cái miếng dày luôn. Và cuối cùng là mình sẽ sắc phần hành lá. Hành lá thì mình sẽ sắc nhuyễn. Đây mình dùng hành lá bình thường, còn nếu mà các bạn có hành boro á, mình có thể dùng hành đó nhé. Phần sườn sau khi mà ướp xong á, bây giờ mình cho vào trong cái chảo để mình bắt đầu kho. Mình sẽ bật bếp lên nha. Mình sẽ nấu cho cái phần sườn này nó săn lại. Bây giờ phần nước nó bắt đầu sôi lên nè các bạn, mình sẽ trở sườn. Nãy giờ mình đảo đều cũng được 2 phút rồi. Bây giờ mình sẽ cho vào 400ml nước. Bây giờ thì mình sẽ để lửa lớn để cho cái phần nước này sôi lên. Và phần nước cũng đã sôi lên rồi. Bây giờ thì mình sẽ hạ lửa nhỏ xuống. Và mình sẽ nấu thêm 20 phút nữa. Trong lúc nấu thì thỉnh thoảng các bạn nhớ là phải trở cái miếng sườn để cho nó chín đều hết các mặt nhé. Và lúc kho thì mình sẽ đậy nắp kính lại để cho nó mau mềm. Và nãy giờ mình kho cũng được 20 phút rồi. Bây giờ mình sẽ cho phần khoai tây và củ cải cà rốt vào. Mình sẽ đảo đều lên. Và mình sẽ kho tiếp 10 phút nữa. Kho đến khi nào mà các bạn thấy cái phần củ cải cà rốt và khoai tây nó chín mềm là được. Lúc kho mình cũng sẽ đậy nắp nha. Và cái phần khoai tây với lại củ cải cà rốt cũng đã chín mềm rồi. Nếu chín mềm hay chưa, các bạn có thể dùng chiếc đũa ra mình đâm vào trong cái phần khoai tây như thế này.
Thì các bạn thấy nè, nó là chín rồi đó. Sau đó mình sẽ cho phần hành tây vào, đảo đều lên. Wow, rất là thơm luôn các bạn. Và lúc này thì mình sẽ nêm nếm lại cho hợp khẩu vị ăn nha. Mình đảo đều như thế này để cho cái phần hành tây nó được chín. Khoảng 1 phút thôi là được rồi nha các bạn. Bây giờ thì mình sẽ cho cái phần dầu mè vào. Cho dầu mè vào thì cái món ăn của mình nó cực kỳ thơm luôn. Cuối cùng thì mình sẽ rắc hành lá vào nữa là xong. Giờ mình tắt bếp luôn. Như vậy là cái món sườn kho kiểu Hàn Quốc của mình cũng đã xong rồi. Wow, nhìn hấp dẫn quá đi à. Bây giờ thì mình sẽ múc ra ngoài dĩa nè, rồi bới cơm ra rồi mình ăn cơm thôi. Đây, món này thì mình sẽ ăn với lại cơm nóng nha. Mình sẽ ăn thử cái miếng sườn trước. Nghe mùi thơm thôi đã thấy đói bụng rồi đó các bạn. Wow, thịt sườn mềm nè, và vị nó cay cay, vị rất là đậm đà luôn á các bạn, ngon quá. Mình sẽ ăn tiếp một miếng khoai tây. Cái món này rất là bổ dưỡng luôn á các bạn, vừa có thịt nè, vừa có rau củ nữa. Cái phần khoai tây này là mình ăn nó mềm vừa chín tới đó các bạn, không có bị mềm rục quá. Nếu mà các bạn kho cho nó mềm rục quá thì nó sẽ bị rã ra đó. Sườn thì mình làm được rất là nhiều món đó các bạn. Và hôm nay với cách làm cái món sườn kho kiểu Hàn Quốc như thế này thì mình ăn cái vị nó là lạ nè, và cực kỳ ngon luôn á. Thịt sườn đó các bạn rất là mềm luôn á. Sườn vừa mềm nè, vừa béo nè, tại vì nó có hơi mỡ mỡ bên ngoài này các bạn, một lớp mỡ mỏng thôi, mỡ nhiều quá mình ăn ngán nhiều lắm luôn á. Món sườn kho kiểu Hàn Quốc này vừa cay cay nè, đậm đà và nóng hổi luôn. Các bạn ăn cái món này vào những ngày lạnh thì rất là tuyệt vời luôn đó. Bởi vậy người Hàn người ta rất là thích ăn cái món sườn kho kiểu Hàn như thế này. Trời lạnh mà mình ăn cay cay nóng nóng như thế này thì rất là ấm bụng luôn á. Và các bạn ơi, video làm món sườn kho kiểu Hàn Quốc của mình đến đây cũng hết rồi. Mình chúc cho các bạn làm thành công và ăn ngon miệng nha. Nếu các bạn có yêu thích cái món ăn của mình á thì hãy nhớ like nè, rồi chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Và nhớ nhấn nút đăng ký để được đón xem những video mới nhất của mình. Còn bây giờ thì mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Bye bye. Hi, chào mừng các bạn đã đến với kênh Món Ăn Ngon. Hôm nay thì mình sẽ nấu món súp cua, và nó sẽ mau nguội hơn nữa. Rồi sau khi mà mình đã luộc xong thì mình vớt ra và mình để cho nó ráo nước. Rồi mình vừa cầm cái rây để cho trứng nó chảy xuống, còn ở bên dưới thì mình lấy cái giá đó các bạn, mình sẽ khuấy đều theo một chiều. Và mình sẽ cho vào một miếng trứng bắc thảo nữa nè. Thì mình sẽ ăn thử nha. Các bạn nhìn cái nước súp nè, nó sền sệt như thế này. Wow, còn nóng bốc khói luôn á. Cái món súp này thì mình dùng để làm cái món thay vị đó các bạn. Hi, chào mừng các bạn đã đến với kênh Món Ăn Ngon. Và như vậy thì Tết cũng sắp đến rồi các bạn. Và thường thì vào những ngày Tết thì không thể nào thiếu những cái món mứt được. Cho nên hôm nay mình quyết định làm một món mứt, đó chính là món mứt chuối dẻo. Bây giờ mình sẽ cắt chuối ra thành 3 phần. Mình cắt theo cái chiều dọc như vậy nè. Rồi chuối thì mình đã đem ra ngoài nắng phơi nè các bạn. Và nó rất là thơm luôn á. Và nó có cái màu hơi đỏ đỏ như thế này. Đây, chuối mình đã sắp ra ngoài cái vỉ nướng nè các bạn. Để như vậy để cho nó mau khô hơn đó. Bây giờ mình ăn thử nha. Chuối cực kỳ dẻo luôn đó các bạn. Và vị ngọt rất là thanh và rất là vừa ăn nữa.